Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xuân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xuân Bóng Đá bằng cách bấm vào nút đăng ký đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần Xuân Bóng Đá update video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Nhận định Hidden Van và Venlo, cơ hội nào cho đoàn văn hậu đá chính? Kính thưa quý vị và các bạn, Trước khi tham dự trận đấu vào cuối tuần tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, Đoàn Văn Hậu đã được huấn luyện viên Johnny Jasen tung vào sân ở trận đấu của dòng Hitman trước dòng Feyenoord. Ở trận đấu này, hậu vệ của Việt Nam đã được thi đấu trọn vẹn 90 phút và chơi khá ấn tượng. Thậm chí Văn Hậu chút nữa đã có được bàn thắng đầu tiên của mình tại châu Âu nếu tình huống dứt điểm chấp nhoáng của anh không bị hậu vệ đối phương cản phá ngay trên vạch vôi. Ở trận đấu này, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã không đá ở vị trí cánh trái quen thuộc mà anh đã được đẩy vào vị trí trung tâm, đá vai trò một trung vệ. Đây không phải là lần đầu tiên Văn Hậu được ra sân ở vị trí trung vệ tại đội trẻ Hidden Van. Trước đó anh đã được thử nghiệm ở vị trí này trong những sơ đồ khác nhau từ 4-3-3 đến 3-4-3 trong những trận đấu của đội Hidden Van và đều chơi tương đối tốt. Điều đó cho thấy ban huấn luyện của Hidden Van đang muốn biến Văn Hậu thành một trung vệ để tận dụng lợi thế về chiều cao 1m85 của anh. Ngoài ra, vị trí tiền vệ biên đòi hỏi cầu thủ có tốc độ lý tưởng và thể lực dồi dào nên khi đá trung vệ, Văn Hậu sẽ gặp ít thách thức hơn. Trong bối cảnh huấn luyện viên Johnny Jansen thường xuyên ưu tiên vị trí hậu vệ cánh trái của đội 1 Heerenveen cho Florianus và Lucas Goldenberg. Việc Văn Hậu phải thi đấu như một trung vệ cũng là điều dễ hiểu. Anh hoàn toàn có thể trở thành phương án dự phòng cho vị trí trung vệ của đội bóng Hà Lan. Hiện tại, cặp trung vệ chính thức của Heerenveen đang là Boatman và Dicevic. Dự bị cho cặp đôi này là Daniel Hou. Do đó, trong trường hợp một trong số những cầu thủ này bị thẻ phạt hoặc chấn thương, Văn Hậu hoàn toàn có thể trở thành cái tên dự phòng tại Heerenveen. Vào đêm nay, lúc rạng sáng ngày 9 tháng 2, Heerenveen sẽ tiếp tục ra sân gặp đối thủ Venlo ở vòng 22 giải vô địch quốc gia Hà Lan. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 1h45 theo giờ Việt Nam. Với những ấn tượng để lại trong trận đấu vào giữa tuần, ngoài ra, những trận đấu gần đây, hàng thủ của Heerenveen liên tục mắc sai lầm và để thua những bàn thua đáng tiếc. Đặc biệt, trước đối thủ được đánh giá yếu hơn Heerenveen khá nhiều, đó là Venlo, hy vọng huấn luyện viên Johnny Jassen sẽ tạo cơ hội cho Văn Hậu lần đầu tiên được ra sân ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Hiện tại, sau quãng thời gian đầu tiên thi đấu thăng hoa, Hiddenven đang tụt dốc không phanh khi để thua liền 3 trận liên tiếp. Điều này đã khiến cho họ rơi khỏi nhóm cạnh tranh một suất tham dự cúp châu Âu mùa giải tới. Huấn luyện viên Johnny Jackson sẽ phải tính tới việc làm mới đội hình để tạo ra sự thay đổi cho Hiddenven. Đây cũng là cơ hội dành cho đoàn Văn Hậu. Trên lý thuyết, thực ra nếu ở trận đấu này Văn Hậu lại tiếp tục dự bị thì anh cũng không cần phải buồn. Bởi hiện tại chưa có một cầu thủ nào ở Đông Nam Á sang châu Âu mà được trọng dụng Hiện nay có một ngôi sao khác, đó là tiền đạo Egi Maulana của Indonesia cũng đang phải ngồi dự bị tiền miên ở Ba Lan. Tiền đạo Egi Maulana Viki của đội tuyển Indonesia cũng là một ngôi sao trong số ít cầu thủ Đông Nam Á đang chơi bóng tại châu Âu. Viki là cầu thủ sinh năm 2000, chuyển đến thi đấu khoác áo câu lạc bộ Lechia của Ba Lan từ năm 2019 và mang chiếc áo số 10. Mặc dù được trao số áo khá đẹp, nhưng Egi Maulana cũng rất ít khi được ra sân thi đấu trong đội hình của Lechia. Giống như Văn Hậu, Vicky chủ yếu được trao cơ hội ở đội dự bị của Lechia. Trận đấu mà Vicky được ra sân chính thức trong đội hình đội 1 của Lechia đã diễn ra cách đây 7 tháng khi tiếp đón đối thủ Willa Krakow. Ở trận đấu đó, Lechia chỉ có được trận hòa với tỷ số không đều và Vicky thi đấu khá mờ nhạt. Kể từ đó đến nay, cầu thủ sinh năm 2000 không có cơ hội thi đấu liên tục và phải ngồi dự bị ở Lechia. Thậm chí, tiền đạo được coi là thần đồng của bóng đá Indonesia còn không được điền tên trong danh sách đăng ký thi đấu kể từ tháng 10 năm 2019 đến nay. Egi Maulana Vicky cũng đã có 3 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia kể từ năm 2017 đến nay. Trước đó, anh cũng đã từng khoác áo cấp độ 19 đội tuyển U23 Indonesia. Tại SEA Games 30 vừa qua, Vicky đã thi đấu xuất sắc và giúp cho đội tuyển U23 Indonesia vào tới trận chung kết, cuối cùng chấp nhận ngôi Á quân khi để thua đội tuyển U23 Việt Nam với tỷ số 0-3 ở trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup năm 2022 vào tháng 3 tới đây. Cầu thủ sinh năm 2000 nhiều khả năng cũng sẽ được gọi nhằm có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, nhất là khi đội tuyển Indonesia đã không còn cơ hội đi tiếp. Nhiều chuyên gia nhận định Egi Maulana cũng như Văn Hậu còn rất trẻ, vì thế cơ hội để được ra sân thi đấu tại châu Âu vẫn còn rất nhiều. Điều quan trọng lúc này là họ cần phải tập trung rèn luyện để có được niềm tin của huấn luyện viên trường. Phần tin tiếp theo, sản bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin. FIFA báo tin cực sốc, Việt Nam có thể sẽ không được đụng độ Thái Lan ở các giải đấu quốc tế. Kính thưa quý vị và các bạn, liên đoàn bóng đá Thái Lan trong thời gian qua đã xảy ra tranh chấp trong cuộc bầu cử tân chủ tịch của tổ chức này. Theo đó, ứng cử viên tiềm năng ông Worrawee Makudi đã gửi yêu cầu lên cơ quan thể thao của Thái Lan đó là SAT để loại bỏ chủ tịch liên đoàn của FAT ông Samrat khỏi danh sách đề cử. Với việc nhờ sự can thiệp của SAT vào cuộc bầu cử sắp tới, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã vi phạm vào quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA khi cho phép bên thứ ba tác động tới quá trình tiến hành bầu cử. Ngay lập tức, FIFA đã đưa ra cảnh báo tới FAT và yêu cầu họ phải tiến hành cuộc bầu cử như dự kiến ban đầu nếu không muốn bị đình chỉ tư cách thành viên của Liên đoàn bóng đá thế giới. Trong lá thư gửi Liên đoàn bóng đá Thái Lan vào ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua, ông Veron Mosenko, giám đốc điều hành tổ chức thành viên của FIFA đã viết rằng FIFA đã nhận được lá thư vào ngày 29 tháng 1 và ngày 5 tháng 2 năm 2020 liên quan đến quá trình bầu cử của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Trong bối cảnh này, chúng tôi muốn lưu ý với những lo ngại của các bạn về sự can thiệp vào quá trình bầu cử của FAT. Liên đoàn bóng đá Thái Lan là một thành viên của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA có quyền tự do tiến hành các cuộc bầu cử và không có bất kỳ một thành viên bên thứ ba nào có thể can thiệp vào việc này. Bất cứ một hành vi nào vi phạm quy định của FIFA sẽ bị xử phạt rất nặng, bao gồm cả việc đình chỉ tư cách thành viên của Liên đoàn bóng đá thế giới. Vì vậy, chúng tôi hy vọng Liên đoàn bóng đá Thái Lan có thể tổ chức bầu cử một cách độc lập vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 theo đúng quy định của FIFA. Các quan sát viên của FIFA và AFC cũng sẽ tham gia. Chúng tôi khuyến khích các bạn thông báo ngay lập tức nếu có bất kỳ sự can thiệp nào tới từ cơ quan thể thao Thái Lan SAT tới cuộc bầu cử này. Nếu bị đình chỉ tư cách thành viên, bóng đá Thái Lan sẽ bị cấm tham dự tất cả những giải đấu do FIFA tổ chức. Đây có thể xem là một lời cảnh báo của FIFA tới Liên đoàn bóng đá Thái Lan sau những bất ổn cũng như tranh chấp trong nội bộ của tổ chức này. Phần tin tiếp theo, trận bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin chuyên gia nhận định bất ngờ về công phượng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi khép lại giấc mơ tỏa sáng ở trời Âu trong màu áo xin tiền đạo Nguyễn Công Phương đã trở về Việt Nam khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng. Đây được xem là cơ hội để Công Phượng tìm lại phong độ sau một năm liên tục phải ngồi dự bị khi ra người nước ngoài chơi bóng. Nói về chuyện này, bình luận viên Quang Huy cũng đặt rất nhiều kỳ vọng về chân sút Nghệ An, cụ thể ông đã phát biểu. Với sự chuẩn bị chu đáo của thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng về đội bóng này là tôi rất mừng. Thực ra tôi mừng cho Công Phượng còn hơn là thành phố Hồ Chí Minh bởi họ có nhiều phương án khác về chuyên môn. Còn Công Phượng, một người long đong nhiều năm rồi, hết đi Nhật Bản, Hàn Quốc rồi đi Bỉ cũng không đạt được thành công. Ở độ tuổi 25 là lúc không nên muộn hơn với công phương. Anh ấy còn những năng lượng phấn đấu bắt nhịp để quay trở lại quỹ đạo và để anh ấy thấy rằng Việt Nam vẫn là nơi phù hợp để thi đấu lâu dài. Theo bình luận viên lão làng của bóng đá Việt Nam thì thành phố Hồ Chí Minh cần một ngôi sao lớn như Công Phương để gặt hái những thành công. Cụ thể anh nói rằng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cần mẫu cầu thủ vừa có chuyên môn vừa giống mẫu cầu thủ quốc dân để làm truyền thông tốt giúp câu lạc bộ bật lên như Công Phương. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian tích cực chiêu mộ tân binh, lúc này đang sẵn sàng bước vào mùa giải mới năm 2020. Vào ngày 11 tháng 2 tới đây, họ sẽ bước vào trận đấu đầu tiên của mùa giải bằng chuyến làm khách tới Myanmar gặp Yangon -un United trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup năm 2020. Phần tin tiếp theo, Sở bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin nhìn lan sóng sao thái xuất ngoài, báo châu Á chạy lòng với Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, những ngôi sao của Thái Lan đã ghi dấu ấn đậm nét ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Những cầu thủ như Chanathip Songkarin hay Therathong Bunathan còn được mua đứt với số tiền khổng lồ và là trụ cột của bộ Sapporo và Yokohama Marriott. Tới kỳ chuyển nhượng này, thủ thành Kawin Tham Sát Chanan và tiền đạo Terasin Dangda đã lần lượt cập bến câu lạc bộ Sapporo và Shimizu Sopolut. Trong đó, Terasin Dangda đã ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Shimizu. Đây là lần thứ hai anh chơi bóng ở Nhật Bản. Trước đó vào năm 2018, chân sút này cũng thi đấu tương đối thành công với Hiroshima. Thủ thành Kawin Tham Sát Chanan, gia nhập câu lạc bộ Consado Sapporo theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm từ Oleven. Cầu thủ này có thể trở thành sự lựa chọn số 1 của Sapporo khi thủ thành người Hàn Quốc Gu Seong Jun phải đi nghĩa vụ quân sự. Như vậy, ở mùa giải sắp tới sẽ có 4 cầu thủ Thái Lan thi đấu ở Nhật Bản. Thậm chí nếu như Ekanit Panza không dính chấn thương, cầu thủ này hoàn toàn có thể sang Nhật Bản để thi đấu. Trước thực trạng ấy, Tờ Li Sport Asia đã chạy lòng với bóng đá Việt Nam. Dù đội tuyển quốc gia Việt Nam đã vươn lên trong những năm qua, nhưng những cầu thủ của Việt Nam vẫn không thể trụ nội ở nước ngoài. Tờ báo này đã bình luận cuộc đổ bộ của các ngôi sao Thái Lan ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản một lần nữa cho thấy đẳng cấp của quốc gia này trong làng túc cầu Đông Nam Á. Có thể đội tuyển quốc gia Thái Lan có thăng trầm, nhưng không thể phủ nhận rằng họ vẫn có chất lượng cầu thủ cao nhất khu vực này. Ở khía cạnh nào đó, Thành công của các cầu thủ Thái Lan khi thi đấu ở nước ngoài là dấu hỏi trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, cụ thể là giải V-League. Dù bóng đá Việt Nam đã gây tiếng vang ở châu Á trong 2 năm qua, thì những ngôi sao như Nguyễn Công Phường, Lương Xuân Trường hay Đoàn Văn Hậu gần như bị mờ nhạt khi thi đấu ở ngoài Việt Nam. Tờ báo này chốt lại. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh Soán bóng đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.